Tối ngày 11 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Dần, tại chùa Bảo Tịnh, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình Nụ cười đêm trăng và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tham dự đêm hội có Đại đức Thích Quảng Nguyên, trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Hậu Giang, Sư cô Thích Nữ Tịnh Liên, Phó Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương và hơn 100 em thiếu nhi cùng gia đình về tham dự. Tại đây, các em đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem biểu diễn Lân Sư Rồng, ôn lại sự tích Trung Thu, nghe thư chúc Tết Trung Thu năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chơi trò chơi dân gian, phá cổ với nhiều món ăn yêu thích. Cũng tại chương trình, 100 em có hoàn cảnh khó khăn được ban tổ chức tặng bánh và lồng đèn. Phát biểu tại đêm hội, Đại đức Thích Quảng Nguyên gửi lời chúc sức khỏe đến Chư Tôn Đức, chính quyền địa phương và các em thiếu nhi thân mến. Đại đức cho biết, chương trình Nụ cười đêm trăng nhằm động viên chia sẻ yêu thương đối với các em thiếu nhi, thể hiện sự quan tâm của Phật giáo cùng các nhà hảo tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đón một mùa Trung Thu vui tươi, hạnh phúc. Đại đức mong rằng các em sẽ luôn lễ phép, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, cố gắng học tập để thành người có ích cho xã hội. Với sự chung sức, chung lòng của quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm với Phật giáo tỉnh nhà, tin rằng ngày càng có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hưởng một mùa Trung Thu rộn ràng và đông đầy yêu thương.